Xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với quận kinh thứ 23, nguyên tắc thứ 17 để tạo lập sự giàu có, đó là bạn đã biết câu trả lời rồi. Bộ não trên đầu của bạn chính là bộ máy vi tính vĩ đại nhất trên thế giới, có khả năng xử lý mọi vấn đề vượt sức tưởng tượng của bạn. Đây là nguyên tắc thứ 17 tạo lập sự giàu có. Đó là bộ não trên đầu của bạn chính là bộ máy vĩ đại nhất trên thế giới. Thường thì mục đích sẽ ít thay đổi trong cuộc đời, nhưng mục tiêu thì thường xuyên thay đổi để đạt được mục đích cuối cùng. Dù nói đến mục đích hay mục tiêu được đặt ra trong cuộc đời, thì một người hoàn toàn đã biết câu trả lời rồi. Thứ nhất, câu trả lời là làm thế nào để đạt được một điều gì đó thì với khả năng của bộ não chiếc máy tính vĩ đại nhất thế giới, thì mọi người hoàn toàn thành công cho câu hỏi làm thế nào. Tuy nhiên, khi đề ra mục đích thì để đạt được mục đích bạn phải trải qua rất nhiều mục tiêu. Vậy thế nào là mục tiêu đúng để đạt được mục đích phía xa kia? Câu trả lời cho câu hỏi bạn cũng biết rồi. Hãy nhớ lại những giây phút trong cuộc đời mà bạn không thể quên được, đó là những giây phút bạn có thể dự đoán trước tình hình của một cuộc thi. Đó là những giây phút bạn hân hoan biết trước được đáp án kết quả của một bài toán. Đó là những giây phút hạnh phúc khi bạn biết trước những gì tốt đẹp sắp đến. Đó là những giây phút bạn phải thực hiện điều này, việc kia, gặp gỡ người này, gặp gỡ người kia mà bạn biết rằng có thể giúp được mình trong những giờ phút gian nan nhất. Đó là những giây phút bạn rơi vào hoàn cảnh bất ngờ, không thể kiểm soát được, bạn kêu lên trời ơi, và hàng loạt các sự kiện khác mà bạn biết rằng tất cả những liệt kê người đó gọi là gì không? Đó chính là linh hồn hay một số người gọi các linh cảm này là trực giác. Bộ não của bạn trả lời được mọi câu hỏi khi kết quả được rõ ràng. Còn trực giác chính là sợi dây linh thiêng kết nối bạn với thế giới siêu nhiên để đạt được những điều quan trọng nhất. Nếu như bộ não chỉ bạn làm thế nào đi trên đường, thì trực giác chỉ bạn rằng bạn phải đi trên con đường nào giữa những lựa chọn ngổn ngang mới đến được đích. Cả nhà thấy không? Trực giác, cả nhà hãy lắng nghe câu này để thể hiện sự trực giác nhé. Bộ não của bạn trả lời được mọi câu hỏi khi kết quả được rõ ràng. Còn trực giác chính là sợi dây linh thiêng kết nối với thế giới siêu nhiên để đạt được những điều quan trọng nhất. Nếu như bộ não chỉ bạn làm thế nào đi trên con đường, thì trực giác chỉ ra rằng bạn phải đi con đường nào giữa những sự lựa chọn ngổn ngang mới đến được đích. Trực giác, linh cảm có một mối quan hệ mật thiết với tiềm thức, cơ quan ghi nhớ mọi sự kiện quan trọng nhất với khoảng thời gian bao lâu và ở trong thời kỳ, thời điểm nào. Khi một câu hỏi được nảy mầm, tiềm thức được kích động, nó sẽ huy động mọi nguồn lực, mọi sự ghi nhớ, mọi sự kiện để giải quyết mọi vấn đề ngay lập tức. Bạn nên nhớ rằng tiềm thức luôn muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức, trong khi ý thức là luôn phòng vệ, giải quyết vấn đề một cách hết sức logic. Và đây cũng là lý do vì sao những người thiên về suy nghĩ ý thức thành công chậm hơn những người suy nghĩ trực giác. Mọi câu trả lời của bạn nằm trong tiềm thức. Ý thức chỉ thực thi theo những chỉ dẫn đó, chắc chắn thành công. Nhưng điều quan trọng nhất đó là tiềm thức gần như là một gã câm, gã điếc. Nó không bao giờ cho ý thức thấy rõ. Tiềm thức chỉ là dấu hiệu. Mỗi người có một con đường riêng đến với trực giác của mình. Và mỗi một trực giác của mỗi người có dấu hiệu khác nhau. Với một người, tín hiệu là một cảm giác bình an. Với những người khác, đó là một âm thanh bên trong nhẹ nhàng và im lặng. Với những người khác, nó là ánh sáng của sự sáng suốt. Đó có thể là sự kết hợp của cả ba. Còn trực giác của bạn báo hiệu với bạn như thế nào? Hãy nhớ lại lần nào đó khi bạn có một linh cảm,
khi bạn biết điều đó là đúng. Hãy trở lại thời gian đó trong tâm trí của bạn, tua lại trí nhớ cho đến trước khi giây phút linh cảm, và sau đó tăng bộ nhớ lên từng trạng thái một và lưu ý bất kỳ tín hiệu bên trong nào trong cơ thể của bạn có liên quan đến cảm giác. Bạn nhận thấy rằng, bạn thấy nhận thấy gì? Một hình ảnh, một giọng nói, một cảm xúc. Làm thế nào bạn biết nó đang báo hiệu sự thật? Bạn chỉ biết. Bạn biết nó ở đâu, cảm giác chắc chắn tập trung nơi nào đó trong cơ thể bạn. Nó là nóng hay lạnh, rõ ràng hay mơ hồ, nó là báo hiệu đúng hay bị chặn. Bạn đã sở hữu một khả năng đáng ngạc nhiên để biết đi hướng nào rồi. Bạn chỉ cần học cách giải thích những tín hiệu riêng của bạn như thế nào mà thôi. Dành thời gian để nuôi dưỡng trực giác của bạn. Trước khi bạn ra một quyết định nào đó, hãy kiểm tra với người biết bên trong của mình. Hãy đi cùng với ruột gan của bạn. Nó hầu như không bao giờ sai cả. Thường những linh tính dẫn dắt sự thành công của con người ta hơn rất nhiều những suy nghĩ của con người ta. Thường những linh tính sẽ dẫn dắt thành công của con người ta hơn rất nhiều những suy nghĩ của con người ta. Những linh tính này thường tương giao trực tiếp với thế giới siêu nhiên, tức là thế giới vô hình nhiều hơn là thế giới hữu hình. Và như thế, nó giải quyết vấn đề nhanh hơn, tốt hơn và hữu hiệu hơn. Ông tổ của Đức Tin Cơ Đốc Abraham chính là người đã nghe theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời mà rời bỏ quê hương, bạn bè, anh em, làng xóm để đi tìm một vùng đất mới mà không rõ đó là vùng đất nào. Nơi đó, Đức Chúa Trời sẽ ban cho Abraham một dân tộc đông như sao trên trời. Dù không biết vùng đất mà mình sẽ đến, cũng như không thể hình dung được con đường mà mình phải đi đến vùng đất đó, nhưng Abraham đã tin vào Đức Chúa Trời, và Abraham tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, nên cuộc đời ông cũng như dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Ta sẽ làm cho ngươi trở nên một dân tộc lớn. Và ông đã quyết định tin theo lời hứa của Đức Chúa Trời, mách bảo qua những gì ông không thể thấy được. Ông quyết định rời bỏ quê hương, cha mẹ, hàng xóm. Và cuối cùng, trong suốt cuộc hành trình đó, dù trải qua không biết bao nhiêu gian nan, thử thách, cuối cùng, dù ông không tiến được vào vùng đất hứa, nhưng hậu thế của ông đã tiến vào vùng đất hứa, và Abraham trở thành tổ phụ đức tin của dân Do Giáo và anh hùng đức tin của đơ gốc của những cơ đốc nhân. Vậy Abraham có biết câu trả lời của câu hỏi dân tộc ông sẽ trở nên một dân tộc lớn? Ông hoàn toàn không trả lời được câu hỏi này, nhưng ông đã tin vào Đức Chúa Trời, và chính lòng tin này đã giúp ông trở thành bạn hữu của Đức Chúa Trời. Nhiều danh nhân khi đã thành công có nói, thành công đôi khi chỉ là lòng tin. Khi bạn có lòng tin, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách trên con đường phải đi, vốn bạn phải gặp, và sẽ đến được đích với lòng tin ban đầu của hành trình. Nếu bạn tin rằng bạn đạt được, ý rằng bạn sẽ đạt được, bởi vì bạn đã biết câu trả lời để đạt được rồi. Cả nhà thấy không ạ? Cái quận kinh thứ 17 này quận cái nguyên tắc thứ 17 này sẽ nhấn mạnh một điều nữa, đó là gì? Cái tạo lập sự giàu có đó là hãy tin vào cái trực giác của mình, hãy tin nói vào tiếng nói tích cực ở bên trong của mình và gì ạ? Và đi theo. Bởi vì là gì ạ? Cái trực giác, cái nếu như mà chúng ta kết nối với chúng ta nếu mà chúng ta cái trực giác ấy, chính là gì ạ? Cái sợi dây linh thiêng để kết nối bạn với lại thế giới bên ngoài siêu nhiên, để bạn có thể đạt được những điều quan trọng nhất.
Trực giác là kết nối với lại cái trí tuệ nội tâm sâu thẳm ở bên trong mình. Đó là những cái gì thiêng liêng và tốt đẹp nhất ở bên trong mình. Và từ đó thì có vị thầy sẽ dẫn dắt. Bởi vì trong mình đã là có một vị thầy rất là lớn rồi. Nên là gì ạ? Chúng ta gì ạ? Quan trọng là chúng ta phải lắng nghe trực giác. Nếu như mà chúng ta vận dụng là cái bộ não để đi trên hành trình này ạ, thì nó chỉ đạt được một kết quả vô hữu hạn thôi. Nhưng mà trực giác chỉ cho bạn rằng là bạn đi cho con đường nào giữa gì ạ? Giữa những sự lựa chọn ngổn ngang thì mới đến được đích. Trực giác rất là tuyệt vời. Tức là linh cảm có mối quan hệ mật thiết với tiềm thức, đó là trực giác, và cơ quan ghi nhớ mọi dữ kiện quan trọng nhất. Nếu như mà bộ não của chúng ta đưa vào các giác quan ở ngoài ạ, thì chỉ có xử lý được gì ạ? 40 thông tin trên một giây thôi. Nhưng mà khi mà các thông tin đưa vào ở ở cái giác trực giác ạ, đó là gì ạ? Nó là bốn đó là hàng triệu bit thông tin cơ. Và ở trong những cái họ trong cái những cái bit thông tin như vậy thì chúng ta gì ạ? Cần lắng nghe được trực giác của mình để gì ạ? Có được cái trí tuệ nội tâm ở sâu thẳm bên trong mình, thì đó là để chạm tới cái sự thành công, sự giàu có. Cả nhà thì không ạ, cái trực giác nó rất là vi diệu. Vậy thì bạn đã nắm được trực giác của mình chưa? Đã lắng nghe được trực giác của mình chưa? Đã cái trực giác đó là gì ạ? Chúng ta hãy bỏ qua được cái bản ngã của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại lắng nghe được cái sâu thẳm ở bên trong mình để chúng ta đạt được. Vậy thì mình chúc bạn hãy học nghe kỹ cái quận kinh thứ 23 này, cái nguyên tắc 17 tạo lập sự giàu có, đó là gì? Bạn đã biết câu trả lời rồi. Đó là chúng ta phải hãy tin vào trực giác. Trực giác đó là gì? Sợi dây kết nối nhiệm màu, những cái linh thiêng ở bên trong, đó là linh cảm, hay một khác đó là gì? Các linh cảm hay còn gọi là trực giác. Cả nhà hãy nhớ, và đó chính là gì? Những cái điều tốt đẹp. Con xấu thì sao? Những cái điều mà kết nối trực giác nhưng mà mình toàn nghĩ lên những cái xấu thì sao ạ? Đó không phải là trí tuệ nội tâm sâu sắc cả nhà nhé, mà là gì ạ? Mà cái đó nó phải là gì ạ? Phải là đúng đắn, phải là gì ạ? Phải là những cái điều tốt đẹp nhất ở bên trong, đó mới là trí tuệ. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo, để chúng ta sẽ đến với quận kinh 26 có sự biểu lộ thứ sáu, đó là tôi là người giàu có. Để chúng ta hiểu, chúng ta có cái sự biểu lộ tôi là người giàu có là như thế nào cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.